của riêng mình. Thành phần sẽ đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đội của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe. Đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo. Xe tải nhỏ, Leo. Mưa đã tạnh, mặt trời lại lên. Xe nâng hàng Lifty đang chở trái cây tới cửa hàng. Chuối, cam, nho, quá nhiều thứ ngon. Lifty, cẩn thận. Có xe đằng sau cậu. Ồ, chiếc xe SUV làm bắn hết bùn lên Lifty. Cả cái xe đều dơ rồi. Đừng lo, Lifty. Trông cậu ngố quá. Nhưng Leo có thể giúp cậu rửa sạch. Cậu thấy sao? Cậu chở trái cây đến cửa hàng rồi ghé chỗ rửa xe nhé. Leo sẽ dựng máy rửa xe ngay bây giờ. Tất cả các phần cần thiết đây. Đây là bánh xe sẽ lăn tới lui trên đường ray. Hai cột trụ. Trên cùng là một thanh ngang. Đây là hệ thống xịt nước. Hai thanh chổi chà dọc để gột rửa bên hông xe Lifty. Thanh chổi chà ngang này dùng để rửa trên đỉnh xe. Đây là nút bắt đầu. Ôi, robot đem gì đến thế? Đèn. Nó sẽ thắp sáng nơi này khi hệ thống rửa xe chạy. Giờ chúng ta cần nước để rửa xe. Đây là lỗ để gắn vòi vào. Leo, cậu có biết lấy vòi nước ở đâu không? Tới chỗ Lifty thôi. Lifty, vòi nước nằm ở đâu vậy? Đây rồi. Robot lấy vòi nước. Và một cái xô. Để làm gì nhỉ? Cùng đưa cậu đi rửa thôi. Lắp một đầu vòi vào trụ cứu hỏa và đầu còn lại vào máy rửa xe. Mọi thứ xong xuôi cả rồi. Lifty, cậu vào đi. Khởi động máy rửa xe. Nước chảy xối xả, chổi chà xoay tít và bánh xe lăn đều trên đường ray.
Lifty bây giờ đã sạch sẽ. Tuyệt vời quá. Leo, cậu xây chỗ rửa xe này quá xuất sắc. Không biết lần tới cậu sẽ làm gì nhỉ? Nào cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình, khăn phẳng xe đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đổi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ Leo. Leo đang lái xe trên đường. Leo đang chở rất nhiều bộ phận. Nhìn kia, có một ngã tư phía trước. Bốn chiếc ô tô nhỏ đang chạy về phía Leo. Ô tô ơi, cẩn thận. Đừng đâm vào Leo. Nền móng đã sẵn sàng. Và đây là các bộ phận. Ô tô à, hôm nay Leo sẽ xây cho bạn một bãi đậu xe thực thụ. Đội mũ bảo hiểm vào. Như thợ xây thứ thiệt. Cùng đặt rào chắn trước lối vào bãi đậu xe nào. Trụ đỡ này. Và bây giờ là tầng 2. Và đoạn đường dốc cho ô tô lên xuống. Chúng ta sẽ làm thang máy để dễ di chuyển hơn. Thích không Leo? Ô tô sắp đậu rồi. Chúng đứng xếp hàng dài trước rào chắn. Đèn sẽ sớm chuyển sang màu xanh lá. Và hàng rào sẽ nâng lên. Nhưng trước tiên, chúng ta cần đánh dấu chỗ đậu xe. Leo, tìm sơn nào. Đây là những hộp sơn xịt. Leo, bạn có biết cách sử dụng chúng không? Chúng ta sẽ chọn màu nào? Trắng. Tất nhiên rồi. Màu trắng sẽ nổi bật trên đường nhựa màu xám. Bắt đầu đi, Leo. Như thế này này. Mỗi chỗ cho một chiếc xe. Leo lùi xe xuống dốc kìa. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy nâng cao rào chắn thôi. Nhiều xe quá. Nhưng ai cũng tìm được chỗ cho mình.
Leo vẽ mũi tên trắng ở lối vào. Leo đang đợi những chiếc xe mới. Chúng đây rồi. Một xe vận chuyển ô tô đã mang chúng đến. Ô tô, chào mừng đến bãi đậu xe. Cảm ơn Leo. Nào cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình, khăn phẳng xe đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đòi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ Leo. Đây là xe tải Leo. Hôm nay Leo lái xe đến công trường. Xe máy xúc Scoop đã đào móng cho ngôi nhà mới của mình. Máy trộn bê tông đổ hỗn hợp bê tông. Được rồi, máy trộn bê tông. Cảm ơn cậu. Đây là các bộ phận của ngôi nhà. Leo, cậu có mang theo cửa sổ và cửa ra vào không? Làm tốt lắm. Nền móng đã sẵn sàng. Hãy bắt đầu lắp ráp thôi. Khung nhà màu cam. Đây là cửa sổ. Và một cái nữa. Một khung màu xanh lam và hai cánh cửa màu cam. Ván sàn. Một tòa tháp nhỏ trên tầng 2. Và mái nhà. Và đây là đoạn đường dốc để đi xuống hoặc đi lên. Xong. Ai sẽ là người đầu tiên ghé thăm Scoop? Là xe nâng hàng Lifty. Ồ, để đến nhà, cậu cần băng qua nhánh sông này. Lifty làm được rồi. Robot, cậu có thể băng qua nhánh sông không? Tất nhiên là không. Nó sâu quá. Leo, chúng ta cần một cây cầu. Hãy chọn một cái nào. Ô tô không được chạy trên cầu thang. Cây cầu này hẹp quá, dành cho người đi bộ thôi. Còn chiếc này thì sao? Hãy bắc cầu sang sông và lắp đặt nó. Cần cầu ơi, dỡ cầu.
Hoan hô! Tiến lên! Robot, tiến lên! Chào mừng! Leo, Robot và Scoop kiểm tra đoạn đường dốc. Tuyệt vời! Chúc mừng cậu đã có nhà mới nhé, Scoop!